Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh Tiki Audio. Và hôm nay bên chúng em sẽ giới thiệu các anh em những mẫu siêu chép đang được giới chơi âm thanh săn lùng và tìm kiếm, cũng như là độ hot của nó. Và trước mắt quý vị và các bạn, đây là những cái mẫu siêu chép đến từ thương hiệu Boat. Vâng, một dòng Boat có một cái thiết kế cũng như là một cái khuôn dáng được làm trong chút rất là tỉ mỉ của một cái thương hiệu rất là lớn trong làng âm thanh. Và tất cả đều sẽ là vân gỗ thông cao cấp. Và con chép này là cái dòng chép đầu đạn hỏa tiễn. Nó là dòng chép từ neo nên nó có một cái hình ngoại hình khá là gọn gàng, nhỏ nhắn, nhưng cái tiếng chép nó đánh ra vô cùng chi tiết và sắc bén. Đặc biệt là nó sẽ không có cái độ chói, nó rất là tơi, rất là mượt, để cái tiếng chép các bác anh em nghe gần như là không bị cảm giác đinh tai hay là nhức óc. Đấy, khi tăng cái volume trên cái cục đẩy công suất cũng như âm ly của mình. Đối với dòng chép này thì công suất cũng như là độ trở kháng của nó là 8 ohm và công suất của nó cho chúng ta đánh đến cái ngưỡng 400W mà sẽ không bị cháy. Đấy, cái này là rất là quan trọng để các bác ghép vào những bộ karaoke công suất lớn thì hoàn toàn yên tâm. Với cái dáng như thế này thì nó xứng đáng được gọi là những cái dòng chép mà được cả nhìn và nghe. Đúng, chúng ta tìm những cái dòng sản phẩm mà chúng ta sưu tầm thì chúng ta phải tìm kiếm những cái dòng như là nghe hay này, nhìn phải bắt mắt đẹp này. Đấy, thì con này nó sẽ có những cái đặc điểm đó và cái chức năng của nó sẽ làm cho chúng ta có được cái dạng siêu cao, những cái nốt nhạc cao hay và chi tiết, thanh thoát, dễ chịu khi chúng ta nghe. Ok, sau đây em sẽ tăng volume lên một chút xíu thì chúng ta cùng lắng nghe và đánh giá cái chi tiết. Các anh em có thể để lại comment, đóng góp ý kiến cũng như là số điện thoại để bên chúng em tư vấn thêm về cái mẫu chép SA5 này đến từ Boat, đến từ một cái thương hiệu của Mỹ. Và con này thì là Made in Mexico, sản xuất tại nhà máy ở bên Mexico và dành cho thị trường Mỹ. Tất cả mọi chi tiết các bác anh em vui lòng liên hệ cho chúng em qua số hotline công ty. Chúng em sẽ để số điện thoại ở bên dưới cái một phần mô tả. Các anh em có thể vào gọi trực tiếp cho chúng em hoặc để lại số điện thoại cũng như là comment ở bên dưới video này để được tư vấn thêm về các mẫu siêu chép hiện tại đang có bên chúng nhé. Rất là nhiều mẫu siêu chép phong phú nhé. Cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng chúng nhé, đã đồng hành cùng Tiki Audio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip sau.